Chiều nay, ông Nguyễn Đình Khánh Vân, trưởng ban văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, cùng các thành viên trong ban đã có buổi làm việc với Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố về kết quả hoạt động trong năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian đến, chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10. Năm 2021, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã nỗ lực chăm lo công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung triển khai các gói hỗ trợ đến với các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đến nay, tổng kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 135 của Ủy ban Nhân dân thành phố là khoảng 175,6 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua chuẩn nghèo và các chính sách hỗ trợ COVID-19, công tác xử lý người lang thang xin ăn để triển khai thực hiện trong thời gian đến. Kiến nghị sửa đổi Nghị quyết 196 ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân thành phố quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với người có công cách mạng đang phụng dưỡng tại Trung tâm Phụng dưỡng Người có công cách mạng thành phố. Về công tác đào tạo nghề, Sở kiến nghị cần ưu tiên bố trí quy hoạch quỹ đất dành cho phát triển giáo dục nghề nghiệp, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trong tổng thể quy hoạch chung của thành phố, nhất là trên địa bàn quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang.